Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thiên Vũ. Hôm nay Thiên Vũ xin hướng dẫn mọi người cách kiểm tra bảo hành những khách hàng đã từng mua sản phẩm tại Thiên Vũ, cũng như những khách hàng những năm trước, những năm qua, các bạn có thể kiểm tra tại đây. Thì đối với tính năng này thì sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn và mọi người có một cái gọi gì đó gọi là chứng cứ, để các bạn có thể là biết là mình đã mua hàng tại Thiên Vũ và các bạn có thể kiểm tra bảo hành và buộc mình phải bảo hành. Đó, thì ở đây là các bạn thấy ở đây là cái khu vực gọi là khu vực kiểm tra bảo hành này, các bạn thấy ở đây ha. Tại vì tính năng này là giúp được những khách hàng của mình đó. Tại vì Thiên Vũ gặp một số trường hợp là bảo là mua hàng bên Thiên Vũ nhưng trên thực tế thì mình check trên hệ thống á là không phải là khách hàng bên mình, cũng là không có mua hàng bên mình. Tính năng này sẽ giúp mọi người biết được là cũng như là bên Thiên Vũ cũng sẽ hỗ trợ được khách hàng có thể tự check được cái bảo hành những sản phẩm mà đã từng mua. Hệ thống này lưu trữ tất cả những dữ liệu năm qua, ví dụ khách hàng đã mua tháng 6 mua cái gì, năm sau các bạn mua cái gì, nó đều lưu lên đầy đủ và các cơ sở dữ liệu đầy đủ cho mọi người có thể yên tâm. Tại vì Thiên Vũ là không bảo hành bằng giấy, bảo hành qua dự số điện thoại cả, tùy bằng giấy mọi người không có bảo quản được tốt, mọi người hiểu không? Tại vì sử dụng bảo hành mà bằng phiếu hay giấy tờ mọi người không có bảo dưỡng được tốt, nên chắc chắn là bằng số điện thoại rất là quan trọng. Nên Thiên Vũ làm cái này cho mọi người là để mọi người có thể tối ưu hơn, mọi người biết được bảo hành và mọi người có thể hỗ trợ cũng như biết ngày tháng mà mình mua. Chắc chắn mọi người đâu nhớ được ngày tháng đâu. Nó làm tính năng này để cho mọi người, đây là quyền lợi của khách hàng luôn, quyền lợi của mọi người. Nên mọi người tính năng này là giúp quyền lợi của mọi người ha. Và mọi người cũng sẽ yên tâm là cũng là một cái nơi có một sự căn cứ để cho khách hàng yên tâm là các bạn mua tất cả những sản phẩm ở Thiên Vũ là đều hàng chính hãng. Đó, ok, mình sẽ ví dụ một số, đây một số. Thì mình chỉ cần điền số điện thoại vào đây, bấm kiểm tra, thì hệ thống sẽ load ra là thông tin của, tức là chắc chắn là sẽ biết tên của mọi người rồi đó. Đó, đây là chú Cường, mình đại diện, mình ví dụ, đây là chú Cường đi. Và số điện thoại như này, như này, như này. Đó, đã mua hàng Vũ vào ngày nào, đó, tháng nào, như nào đây. Hiện tại chú Cường mua một bộ Micro Sennheiser Double chính hãng, đó, bảo hành bao nhiêu lâu và ngày bắt đầu bảo hành và ngày kết thúc bảo hành. Thì đó là như vậy. Và do chú Cường mua một bộ vàng nên các bạn thấy sản phẩm nó hơi nhiều ha các bạn ha. Do chú Cường mua sản phẩm bộ vàng nên sản phẩm nó hơi nhiều. Tại vì mỗi sản phẩm có, mỗi sản phẩm nó sẽ có những chính sách bảo hành, do mỗi công ty, mỗi nhà hãng có chính sách bảo hành khác nhau. Nên nó khác, chứ không phải lúc nào cũng màu, cái nào cũng bảo hành 6 tháng, cái nào cũng bảo hành 12 tháng các bạn ha. Cho bộ vàng nó có thể những sản phẩm nó sẽ chênh lệch với nhau. Đó, thì mình sẽ cập nhật cái tính năng mà ngày bảo hành cho chính xác cho mọi người hơn. Rồi còn những sản phẩm mà các bạn thấy khi mà hết bảo hành nó sẽ hiện tình trạng hết bảo hành. Và một số sản phẩm không phải là hết bảo hành các bạn. Tại vì ở đây bộ vàng là mình có tặng cho chú về phụ kiện nè. Đó, về phụ kiện rồi về dây tín hiệu nè. Rồi nói chung là một số thứ. Nên mà những phần đó là chắc chắn là nó sẽ không có bảo hành rồi. Đó, tại vì dây nó cũng nói chung là cũng biết khi nào mới hư được sợi dây ha các bạn ha. Đó, thì đó là cách mà Thiên Vũ giúp mọi người, những khách hàng ở tỉnh, ở xa có thể yên tâm mua hàng. Đó, không có mua nhầm nơi. Đó, nhiều khách mua nhầm nơi, cứ gọi vào Vũ là nói là do Thiên Vũ bán. Đó, thì tính năng này sẽ giúp mọi người sẽ minh bạch hơn sau cái việc mà mua sắm của mình và an tâm hơn các bạn mua hàng. Và khi mà các bạn, nếu khách hàng và mọi người có vấn đề về trục trặc về bảo hành hay là những sản phẩm mua tại Thiên Vũ, các bạn có thể liên hệ các kênh của Vũ như là Zalo nè, hay là các bạn có thể đem đến địa chỉ của Thiên Vũ ha. Đó, các bạn có thể bấm vào đây sẽ hiện được cái địa chỉ. Đó, địa chỉ của showroom Vũ ha. Rồi sau đó, hoặc là các bạn không có xài Zalo, các bạn có thể chọn vô Facebook. Cái video này thì đó sẽ lên Messenger, Facebook Messenger ha. Đó, thì mình ví dụ cho các bạn. Đó, còn không các bạn có thể gọi điện trực tiếp thì các bạn bấm vào nút gọi, các bạn có thể để lại số điện thoại. Hoặc là các bạn có thể chọn những cái kỹ thuật mà chắc bảo hành thì các bạn sẽ liên hệ đến với kỹ thuật rồi. Đó, thì hoặc là những cái đơn vị hỗ trợ bảo hành sẽ hỗ trợ cho khách hàng của mình, các bạn kệ, sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ cho các bạn cũng như là khách hàng của Vũ ha. Vũ cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đây là một tính năng mới dành cho việc tối ưu và khách hàng sẽ an tâm hơn khi mua sắm tại Thiên Vũ Audio. Xin chào các bạn, hẹn lại các bạn trong video lần sau.